Hi, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô Lắm Mồm. Hôm nay thì bên em Vũ Duy Ô Tô lại về một chiếc xe Mitsubishi Attra màu đỏ. Vâng, em thì bảo là Attra, còn bác nào thích đọc tên nó là cái gì cũng được. Một chiếc xe một chủ từ mới mang biển số tỉnh Quảng Ninh. Vâng, 149808, con này đuôi nút 8 quá đẹp luôn. Vâng, hàng hiếm lộc phát phát tài. Và đây là một chiếc xe với động cơ máy chỉ có 1.2, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 5.3 lít/100 cây. Xe ngon, máy gầm chất, đăng kiểm còn dài đến tháng 5 năm 2023. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ, màn hình, rồi cảm biến áp suất lốp, rồi còn cái gì nữa không nhỉ? Ga tự động cruise control, túi khí an toàn, nội thất ghế da cao cấp, sàn nỉ đẹp, xe sạch sẽ và cứng cáp, không có lỗi lầm, lốp dép nguyên dàn, xe không bao lỗi cho các bác nhá. Và con này cam kết là không có phần nguội nữa rồi. Thế còn được cái là động cơ máy 1.2 thì mát lạnh cuộc đời với điều hòa auto, động cơ 1.2 tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 5.3 lít/100 cây đối với đường hỗn hợp thôi. Còn nếu các bác đi đường trường nó chỉ rơi khoảng 4.8 lít. Nói thật các bác là mức tiêu thụ quá ấn tượng luôn. Đổ 200 nghìn có mà đi cả tuần. Và đây là một chiếc xe gia đình giá rẻ, một chiếc xe phân khúc hạng A hoặc là hạng B cũng được. Nhưng mà được cái là các bác nhìn này. Đấy, xe cứng không có lỗi lầm, được bác chủ bác cái độ thêm nào là cánh chim này, nào là baby in car này, rồi phần để sàn giá lót đây. Chiếc xe thì nói chung là được cái là có cảm biến lùi đằng sau rồi, rất là hiện đại. Một chiếc xe Nhật Bản với thiết kế phong cách mới, trẻ trung, năng động, xe đẹp. Và xe thì cam kết là không có đâm va tai nạn ngập nước. Đấy, về là các bác chỉ có việc đi thôi. Đấy, rất là hiện đại, gương kính thì điều chỉnh điện cục đầy đủ. Đấy, xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Đấy, có hết nhá, không thiếu một cái gì. Và hiện nay là máy đang nổ đấy ạ, nhưng mà đứng ở gần đây là gần như không nghe tiếng máy luôn. Động cơ máy chỉ có 1.2 thôi, 3 máy tiết kiệm nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu ít và gần như là chỉ bằng 2 con xe máy thôi. Quá ok. Vâng, một chiếc xe 4 bánh đẳng cấp thời thượng. Đấy, logo ngôi sao hình 3 cánh và các bác nhìn này, biển số sạch sẽ rõ ràng, không có gãy vỡ. Đấy, nẹp chỉ chrome thì không và bây giờ con này độ lên là nẹp chỉ đỏ nhá. Rất là thích hợp với cái form màu này. Hệ thống đèn LED định vị kết hợp với đèn pha bi LED. Đấy, kết hợp với xi nhan tích hợp bên trong, báo rẽ bên trong. Và bầu đèn này các bác nhìn này, sờ bầu đèn này, úi giời nó căng và không hề có lỗi lầm, không hề rạn nứt, đèn zin. Đấy, còn hệ thống đèn gầm dưới thì được nâng lên cao và sử dụng bóng halogen 35 nhá các bác nhá. Cản trước xe thì sạch sẽ, không có gãy vã, không có rạn nứt. Đấy, sơn xi đồng sơn đẹp căng và xe thì rất là cứng luôn. Đấy, màu sơn đỏ bắt mắt, rất thích hợp với phong thủy của bác nào mạnh hỏa. Và những ai mà yêu thích cái dòng Mitsubishi Attra, đừng bỏ qua cơ hội để sở hữu một chiếc xe tuyệt vời. Một chiếc xe ngon, lành, đấy, giá rẻ, cứng cáp luôn. Đấy, tôn vỏ thì mỏng này. Tôn vỏ mỏng và sơn là sơn zin, con này sơn zin toàn bộ luôn các bác nhá. Đấy, xe không có lỗi lầm. Cam kết là không có đâm đụng ngập nước và xe thì có cả camera hành trình. Đấy, camera lùi đầy đủ, lốp Riton nguyên bản từ hãng 2020. Con này thì mua được cuối năm 2020 nên là tính ra là mỗi năm đi được 1,5 vạn. Nói chung là cũng là một mức đi lại rất là bình thường. Lốp dày, cứng và không có lỗi. Lốp 18555R15 nhá. Phanh đĩa hai bánh trước và tăng chống đằng sau. Đời này thì nó chưa phay la răng rồi, mà đời 2021 thì nó sẽ phay la răng. Nhờ được cái la răng này thì rất là khỏe. Các bác thích thì có thể là phay la răng cũng rất là ok. Còn cua lốp thì sạch sẽ. Đây các bác nhìn này, cua lốp đẹp luôn này. Đấy, không có lỗi. Và cua lốp thì rất là sạch sẽ luôn. Đấy, lốp dày, lốp dày khự này. Đấy, các bác đi cái dòng này thì rất là yên tâm. Đấy, tôn vỏ sơn xi căng. Đấy. Và các bác ơi, đấy, nút bấm cốp này. Và cái này được gắn mạ chrome ốp tay nắm cửa rồi. Còn chỉ keo thì bao zin toàn tập cho các bác nhá. Con này thì không mất một phân ly keo chỉ nào luôn. Vâng, đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, dòng này thì chạy rất là ổn định luôn, phê luôn. Máy ngon gầm chắc, táp pin nỉ xịn xò. Đấy, kính điện này lên xuống nhẹ nhàng, toàn bộ thì cũng đã được dán phim cách nhiệt hết rồi. Và là các bác yên tâm là không phải làm cái gì cả. Đấy, ốc bản lề này nguyên bản luôn nhá, chưa có động chạm, dấu má còn nguyên, tất cả các cái ốc này còn nguyên bản luôn này. Đấy, chưa có động chạm. Phần bên này cũng thế này, đây các bác nhìn đây, bản lề đẹp căng luôn này. Đấy, sạch sẽ, đồng sơn đều và kể cả các cái chỗ móc khóa này nó còn nguyên luôn, nguyên sơn nguyên tem nhá. Xe thì cứng. Dòng này thì kích lốp nó để ở đây nhá, không hề nhiều bác bảo không biết là kích lốp để đâu. Đấy, kích lốp để đây này. Còn sàn này, sàn nỉ, đấy, sàn nỉ lót da rất là đẹp. Đấy, bàn đạp chân phanh chân ga vẫn còn rất là mới. Và
Đời này thì nó chưa có tích hợp auto điều hòa, auto về đèn pha, nhưng mà cái đời sau thì nó tích hợp thêm thôi. Còn điều hòa thì tương đối là mát, máy ngon gầm chắc, điều hòa tự động auto luôn các bác nhá. Màn hình này, màn hình kết hợp với cam lùi, có cam hành trình trên này. Đấy, cam hành trình như này. Đấy, có cam hành trình nhá. Vô lăng khâu da, đấy, và tất cả các phím này của nó gần như là đẹp căng luôn. Vô lăng khâu da rất là mịn màng. Đấy, vô lăng trợ lái nhẹ nhàng. Đấy, tích hợp cho các bác này. Còn ghế da của xe là ghế da zin nhá, nguyên bản từ hãng, da đẹp, sờ mềm, độn chắc. Và cái dòng này thì ngồi nó rất là sướng, có mỗi cái là dòng này nó không phải là dòng sử dụng ghế da điện thôi. Đấy, thế còn trần nỉ của xe thì đẹp căng luôn. Đấy các bác nhìn này. Trần nỉ dương con này em đánh giá 10 điểm luôn được. Vâng, gần như là mới tinh. Đấy. Còn cần số, tay nắm cần số đây, đẹp căng luôn này, không có mòn nhá các bác nhá. Cần số đẹp không mòn mỏi gì cả. Tôn vỏ căng. Đấy, cửa đóng rất là chắc chắn luôn. Đấy, cửa đóng chắc chắn này. Máy ngon gầm chắc, xe cứng luôn. Đấy, chỉ keo bao zin đẹp luôn này. Và các cái ốc này nó còn nguyên dấu chưa có ra nhá. Đấy, tất cả các cái phần này thì nói cho các bác là đây là một chiếc xe lướt rồi. Nên là em bán theo giá nó chỉ có hơn 400 triệu thôi. Các bác lời là khoảng tầm 140 triệu so với xe mới. Vâng, vậy thì tội gì mà không đến với Vũ Duy Auto xem xe mà lái thử luôn. Con này thì nói chung là đăng ký cuối năm 2020 nhá. Nên là chất xe thì nó rất là tốt, vẫn còn rất là ngon, chạy được gọi là 2 năm thôi chứ không phải là 3 năm, mới được có 2 năm mà xe thì vẫn rất là cứng luôn. Đấy, các bác nhìn này, phanh la răng là gần như là mới tinh luôn. Và cua lốp thì không có bàn cãi. Vâng, riêng con này thì đây kể cả gầm nữa này. Quảng Ninh là một tỉnh miền biển nhá, nhiều bác bảo sợ xem gầm, đây cho các bác xem gầm luôn. Đấy, các bác nhìn gầm đi ạ. Gầm đẹp căng luôn, không có lỗi lầm. Và lớp sơn màu đỏ này, vậy nó lớp sơn của nó rất là đẹp. Đấy, tôn sơn đẹp căng. À, sơn zin này. Đấy. À, đồng hồ cái này là mức tiêu thụ nhiên liệu nhá, 5,3 lít/100 cây với đường kết hợp. Còn nếu mà đi đường trường thì 4,7 lít thôi. Tính ra các bác đổ 200.000 nếu mà như em mới đi cả tuần. Còn các bác thì không biết nào, nếu bác nào đi nhiều thì nó mức tiêu thụ cũng không đáng kể lắm. Càng đi càng tiết kiệm, dòng Attack này nó rất là hay. Thế còn đèn này các bác nhìn này, form đèn đẹp nhá, kết hợp led này, kết hợp với đèn tròn. Và các bác nhìn ạ, form đèn rất là nét luôn, kể cả là sơn đồng sơn xe này. Đấy, sơn căng, đấy, cảm biến lùi đằng sau luôn. Đấy, và đây là sơn zin vẫn còn nguyên này. Đấy, sơn zin còn nguyên luôn. Đấy, xe rất là cứng nhá. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá rẻ mạt vô cùng luôn. Đấy, cốp điện nhẹ nhàng, đèn phanh trên đuôi. Đấy, với cái giá thì rẻ dân mình các bác ạ. Vâng, hơn 400 triệu rồi. Rẻ hơn 140 triệu so với xe mới. Các bác đã có ngay được chiếc xe này rồi. Mình đợi 2 năm các bác lời hẳn được một con SH bản 150 mới tinh luôn. Thế thì tội gì, mình là người làm ăn kinh tế mà. Mua xe mới thì đóng thuế nhiều chứ làm gì đâu. Còn đâu là mua những chiếc xe lướt này. Cái thứ nhất là chất lượng thì bên em đảm bảo. Cái thứ hai bảo hành vẫn còn, bảo hành hãng vẫn còn nhá. Cái thứ ba là cam kết các thứ đầy đủ. Mà được cái là chủ người ta cũng làm phim cách nhiệt các thứ hết rồi. Về các bác cũng không phải làm gì, cũng chẳng phải lo lắng. Đấy, lốp sơ cua còn đẹp căng luôn này. Đấy, con này thì lốp sơ cua dùng rồi. Cái này thì nó chẳng may nó dính cái đinh, cái là người ta thay thôi, không vấn đề gì. Đấy. Còn đâu là kính zin nhá, zin toàn tập, kính zin toàn tập bao cam kết cho bác nhá. Xe cứng luôn. Đấy. Bên em thì bán rất nhiều xe đây các bác nhìn này. Bên nhà em bán rất nhiều xe nên là nói thật là không có thời gian để mà đi mông mát tỉ sửa từng con một đâu. Nên là xe bên em thì có sao bán vậy, nên là gần như là mua xe về là toàn mua xe cứng thôi. Ui giời, mỏng thế. Đúng là đồ Nhật chỗ khác. Cái này tôn nó mỏng kinh. Nhưng mà được cái là xe nó chất chắc và cách âm chống ồn của xe rất tốt các bác. Tôn bảo vệ thôi nhưng mà cách âm chống ồn rất là êm. Đấy, nội thất bên trong xe này rộng rãi tiện lợi luôn. Sàn nỉ sạch sẽ vô cùng. Đấy, nói chung là không chê một câu nào. Đấy, và những ai mà yêu thích chiếc xe này á thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp tại Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Bác nào mà chưa biết cửa hàng em thì các bác có thể là lên Google gõ Vũ Duy Auto Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng nhá. Vâng, đấy, nó sẽ hiển thị luôn cửa hàng của em lên trên đấy. À, các bác nhìn đi ạ. Vâng, phần hiển thị đồng hồ này, rồi màn hình các thứ của xe thì cũng khá là ok. Đó, sạch sẽ. Và dòng này thì là một cái dòng xe chất. Đấy, lại còn có thêm cả đèn này, đèn màu luôn. Đấy, rất là yên tâm. Chỉ keo bao zin rồi. Con này thì em bao zin cam kết toàn tập nên là các bác yên tâm nhá. Về là các bác chỉ việc đi thôi, không có lỗi mà. Vâng, một chiếc xe không lỗi. Nhiều lúc các bác cứ hay nói buồn gọi là
Nói đùa bảo chứ bên em Vũ Duy Auto cái xe nào cũng không lỗi. Thế xe lỗi đi đâu? Thì em thưa với các bác rằng là xe nhà em nhiều thật, nhưng mà em mua ở nhiều tỉnh thành. Cái thứ hai là xe nhà em thì em đã cho đội ngũ thợ đi test hãng ấy, test xe đấy là 3 lần. Nên là riêng về việc chất của xe đấy là nhà em chỉ mua xe cứng thôi, chứ không mua xe lỗi. Thế nên là các bác yên tâm. Đấy, còn nhiều bác thì cứ chém gió bảo với em là cái con này con kia lỗi. Thì các bác cứ nhìn xem là em Vũ Duy Auto đã bán những con lỗi cho các bác bao giờ chưa. Đấy, các bác có thể là kiểm tra thoải mái luôn nhá. Còn xe tiền nào của đấy, mình mua xe cũ thì đương nhiên nó sẽ có những cái phần nào đấy nó không được đạt như là những chiếc xe mới. Nhưng mà được cái là xe thì vẫn vận hành tốt và cứng cáp, không có lỗi lầm. Nên là các bác yên tâm, không bao giờ các bác phải lo lắng khi mà đến với Vũ Duy Auto. Đấy, xe rất là ok luôn. Đấy, các bác nhìn này, kể cả các cái con ốc này nó còn nguyên bản này. Đấy, ốc nguyên này, ốc chân máy nguyên này, ốc máy nguyên này, chỉ đuôi chuột, keo đuôi chuột còn nguyên luôn này. Đấy, không phải đi đâu xa. Hôm qua chị em buồn nhất cái quả mà cái bác ở tận Phú Thọ, bác ấy xuống, bác ấy xem con CRV bên nhà em. Bác ấy xem xong, bác ấy phán mỗi câu là anh thấy nó nhập Đài Loan nên là anh chịu. Ôi bảo, nói đúng là CRV nhập khẩu chỉ có mỗi Đài Loan thôi. Còn CRV nhập Nhật đó là đời 2007 mới có. Còn đâu về sau là không có CRV nhập Nhật. Thế nên là tự dưng lại mất nguyên cả buổi cho bác ấy. Rất là buồn cho bác ấy. Bác ấy đi lại lại. Không chê xe em được câu nào nữa rồi. Chê mỗi nhập Đài Loan. Đúng là chịu bác ấy rồi. À, cái đấy thì cũng là duyên thôi. Nhưng mà thôi. Một chiếc xe đẹp thì bên em sẽ bán với cái giá nó cũng nhỉnh thôi. Con này thì bán giá hơn 4 đồng một chút nha các bác nha. Các bác nào thiện chí các bác qua trực tiếp xem xe, giảm giá trực tiếp cho các bác luôn. Thế nên là các bác nào mà quan tâm thì alo ngay cho em Vũ Duy Auto. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu cho mình một chiếc xe đẹp. Và nói thật các bác là khi mà mua xe đấy thì nghe ngoài vừa vừa thôi. Nhiều lúc là các bác dẫn người này người kia đi, cuối cùng thành ra là mình cũng không mua được xe. Mà xe thì chất thì đấy rồi, nhưng mà các bác nghĩ rằng giá rẻ. Nhưng mà nếu với một chiếc xe như này, em hỏi thật các bác là lúc các bác bán cho em xe ấy, làm gì các bác bán cho chuyện giá rẻ đâu. Các bác bán cho em giá rất cao, bọn em vẫn phải mua. Vì xe cứng mà, em mua sẵn sàng luôn. Xe cứng mua sẵn sàng như vậy thì những người mua sau bao giờ cũng được hưởng lợi nhất. Thế nên là các bác yên tâm, với Vũ Duy Auto các bác không bao giờ phải suy nghĩ. Vâng, cảm ơn các bác nhá. À mà nhiều bác lại bảo là hay là em bán hộ cho ông nào. Đây là em bán hộ cho ông Văn Hướng Auto này. Nhà em nhá, thưa các bác là tất cả anh em chung cả cái bãi này đều là xe của nhà bỏ tiền túi ra. Thế nên là các bác nào mà hỏi một câu là xe của chú ký gửi không ấy, em đố các bác kiếm được con nào ký gửi ở bãi này ấy, nếu mà thấy cho luôn xe. Đấy. Thế nên là các bác yên tâm, nhà em thì nó buôn bán theo kiểu mình có lợi thế là tiền mà. Mình đè đây này, ui giời toàn tiền thôi. Nhưng mà đông anh em nhé các bác nhá, không phải là một em đâu. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt. Bác nào yêu cứ đến cửa hàng với em. Vâng, rất nhiều xe cho các bác lựa chọn luôn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Auto chuyên các cái dòng xe giá rẻ lằng nhằng khu khoằm. Ok các bác, cảm ơn các bác.